Nhân dịp Tết Trung thu 2024, tối 17 tháng 9, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tham dự chương trình chia sẻ yêu thương tại huyện Phú Bình. Chung vui với thiếu nhi của địa phương, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao quà của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, gồm bộ đồ chơi ngoài trời cho trường mầm non Nhã Lộng trị giá 50 triệu đồng, 50 chiếc xe đạp trị giá trên 70 triệu đồng và 36 suất quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Lãnh đạo huyện Phú Bình cũng đã trao 300 suất quà cho các em thiếu nhi trên địa bàn. Chương trình Tết Trung thu 2024 không chỉ mang đến niềm vui, sự cổ vũ cho các em thiếu nhi mà còn là động lực để các em tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, trở thành công dân tốt, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.